gà đó quý vị. Và một vàng lumino ngửa mặt lên em đó đây. Và bên cạnh là bà chị ruột em. Dạ, bà chị ruột đó, bà nó kiếm mệt quá, bà chưa bộ đồ đen. Dạ, bà chị ruột là thằng con trai em xanh cả luôn quý vị. Trong phim là em xanh là con trai nó chơi cargo sập. Cargo sập tôi vừa lòng. Dạ, à, em yêu cầu là chụp ba người này riêng nha quý vị. Ba người này riêng và bốn người này riêng nha. Dạ, em cảm ơn quý báo. Chụp kia giống như là hai tờ báo khác nhau. Hai tờ báo khác nhau nha quý vị nha. Dạ. Xin trân trọng cảm ơn chị của tất cả các anh chị. Quỳnh Lập đang có mặt tại họp báo công bố dự án Pháp Siêu Mù phiên bản phim điện ảnh đầu tay của Lập. Và một trong những lý do mà Lập phát triển web drama Ai Chết Giơ Tay thành phiên bản điện ảnh Pháp Siêu Mù đó chính là sau khi bộ phim đạt được những thành công nhất định thì có rất là nhiều khán giả, báo chí cũng như là anh chị em nghệ sĩ đã ủng hộ và động viên Lập là hãy làm phiên bản điện ảnh đi, hãy thử sức mình đi. Và lúc đó thì Lập vẫn cảm giác chưa có đủ tự tin, nên đến năm nay Lập thấy mọi thứ là đã đầy đủ hết những yếu tố về kinh phí, về cơ hội, về thời gian, về nhân lực, về ekip thì Lập đã bắt tay làm ngay để mà có thể mang cái hình ảnh mới mẻ và đầu tư nhiều hơn nữa, hoành tráng hơn nữa qua bộ phim Pháp Siêu Mù. Nói về việc khó khăn để làm phim điện ảnh thì cái khó khăn đầu tiên đó chính là về mặt kinh phí. Khi mà mọi thứ đã phát triển về phiên bản điện ảnh thì về hình ảnh cũng phải đầu tư hơn, về thiết bị cũng phải đầu tư hơn, máy quay, diễn viên, phục trang, đạo cụ, tất cả mọi thứ đều phải đầu tư hơn rất nhiều. Và kinh phí nó đã vượt cái mức mà Lập tưởng tượng ngay ban đầu. Nhưng mà nhờ sự hỗ trợ đắc lực của tất cả các anh chị em diễn viên trong ekip và hỗ trợ Lập về mặt kinh phí nên Lập cũng đã có được cái cơ hội để mà thực hiện cái hoài bão này của mình. Và cái thứ hai đó chính là về mặt thời lượng. Nếu như là web drama thì mình có thể làm dài bao nhiêu cũng được, nhưng mà với phim điện ảnh bắt buộc mình phải có những cái khuôn khổ nhất định để mà có thể có được món ăn vừa đủ, không bị quá nhiều cũng không bị quá ít, và vẫn không thể nào thiếu được những cái gì mà mình gửi gắm trong đó. Đối với bộ phim Pháp Siêu Mù, đây là một bộ phim có thể hiểu là phần 2 của web drama, nhưng mà vẫn có thể hiểu đây là một bộ phim độc lập, là bởi vì Lập đã xử lý lại để cho tất cả mọi người không bị cái tâm lý rằng là phải đi xem web drama thì mới có thể xem Pháp Siêu Mù được. Nhưng mà mọi người ơi, hãy bỏ đi cái suy nghĩ đó và chúng ta hãy đến với Pháp Siêu Mù cho dù là mình đã xem web drama hay là chưa, với một cái tâm lý vô cùng coi như là trong sáng, trong sạch luôn, không cần phải vướng bận bất kỳ một cái gì hết để mà có thể chiêm ngưỡng, thưởng thức bộ phim Pháp Siêu Mù một cách chân thực nhất và mới mẻ nhất. Với web drama thì Lập đồng hành chung với lại tất cả các anh chị em thân thương của mình. Nhưng mà với phiên bản điện ảnh thì Lập đã mời những anh, những chị, những cô, những chú lão làng trong cái làng nghệ thuật. Đó chính là chị Việt Hương nè, chị Lê Giang, chị Phương Thanh, anh Đại Nghĩa, chú Trung Dân và má Ngọc Dầu. Và đó là một trong những anh chị, cô chú luôn hỗ trợ và yêu thương Lập. Ban đầu Lập nghĩ rằng là với cái kinh phí hiện tại của mình thì mình sẽ không bao giờ mời được dàn diễn viên nồng hậu này. Nhưng Lập cảm giác mình vô cùng may mắn vì nhận được sự yêu thương và ủng hộ, mọi người hỗ trợ Lập hết mình, nên Lập mới có được ngày hôm nay là đứng đây để giới thiệu cho tất cả mọi người cái Pháp Siêu Mù này. Hy vọng tất cả mọi người hãy đến với bộ phim Pháp Siêu Mù và ủng hộ Lập, bỏ tiền ra mua những chiếc vé để mà có thể đến với bộ phim Pháp Siêu Mù để Lập được nhận lại những cái mà Lập mong muốn. Và bên cạnh đó Lập sẽ có nhiều động lực hơn nữa để có thể phát triển nhiều hơn với bộ phim sau này nữa. Và mọi người ơi, hãy đến với bộ phim và chia sẻ thật nhiều để tất cả mọi người đến với bộ phim luôn nhé. Cái điều lo ngại tiếp theo nếu mà không kể đến thì nó hơi thiếu sót, đó là về vấn đề doanh thu của phim. Thì ai làm phim ra thì cũng muốn là mình sẽ có một cái doanh thu gì đó nó tốt nhất để có thể là mình thực hiện, nhiều khi nó là phần 3, phần 4, phần 5 gì nữa. Đó là cái điều mà Lập lúc nào cũng mong muốn, là mình không có muốn là dừng lại tại một chỗ mà là mình luôn muốn phát triển và muốn mang tới cho khán giả nhiều sản phẩm hơn. Và cái bộ phim này nó thành công thì nó sẽ đánh dấu được cái bước đường nghệ thuật của Huỳnh Lập, và nhiều khi là nó sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai nữa. Cơ duyên đưa Huỳnh Lập với lại công ty Mà Vẽ Rõ Sinh gắn bó tới bây giờ thì là Lập và anh thì học cùng trường với nhau. Thì lúc đó thì anh học 12 thì Lập học lớp 10. Thì hai anh em đều có một cái chí hướng và một cái định hướng về nghệ thuật khi bước lên Sài Gòn nó giống nhau. Và thực tế là hiện tại là hai anh em cũng đã hợp tác với nhau đã hơn 10 năm rồi. Cho nên là nếu mà nói về là Lập nói một là Tú hiểu hai liền. Cho nên là đó là một cái điều mà gắn kết hai anh em làm việc cho tới thời điểm hiện tại. Và qua tất cả các sản phẩm của Huỳnh Lập đều có sự tham gia của Tú, và Tú là người sẽ đứng sau tất cả mọi thứ của Huỳnh Lập. Lập có những cái tật xấu mà kể ra nó cũng dễ thương lắm. Có nghĩa là khi Lập mà tập trung làm một cái việc gì đó đó là xung quanh nói gì Lập không có nghe, mà Lập
Và xong xong rồi cái hỏi lại, ủa em có nghe anh nói không? Không, em không nghe. Ủa sao em nghe? Không nghe mà em đi ừ. Ừ, em biết tại sao lúc đó em ừ nữa. Có nghĩa là có những thứ nó rất là mắc cười mà. Mà nhiều khi cái đó Tú xem là thật xấu là gì? Nhiều khi bạn ừ, cái mình cứ nghĩ là bạn đã nghe rồi. Cái tới hồi sau này mình hỏi lại cái, ủa em không nghe, em không biết gì hết á. Nhưng mà đó là cái điều mà anh nghĩ là đó là điểm xấu cũng là điểm tốt của Lập. Khi Lập làm việc thì đó Lập rất tập trung. Mà từ đó nó dẫn ra là Lập có thể tách tách biệt cái không khí xung quanh mình. Ví dụ như Lập cần diễn một cái phân đoạn mà cần có nước mắt, Lập sẽ không bị bất cứ một cái gì xung quanh ảnh hưởng Lập. Mà Lập có thể là tự tách mình ra khỏi không gian và tự lấy cảm xúc cho mình. Để khi đó Lập có thể thực hiện một cái sản phẩm một cách tốt nhất. Trung với anh Huỳnh Lập gặp nhau và cùng với nhau học trường sân khấu điện ảnh từ khi mà khoảng đầu năm 2013 cho tới bây giờ là hai đứa từ ngày xưa là cùng nhau đi học nè, cùng chở nhau đi học rồi đi về là cùng đi ăn với nhau, rồi lại ngủ chung với nhau, rồi lại tập luyện chung với nhau, rồi lại sáng lại đi học tiếp với nhau nữa, rồi diễn chung với nhau, cho nên là cũng đã gần 7 năm rồi. Cho nên cái sự hiểu nhau của Trung và anh Lập nó càng ngày càng nhiều hơn. Cho nên là cái việc ăn ý ở trên màn ảnh hay trên sân khấu nó cũng là điều dễ dàng có hơn được. Và Trung với anh Lập cũng có rất là nhiều những cái điều rất là hiểu. Thậm chí khi mà anh Lập nói ra cái điều đó hoặc là Trung chưa nói là cũng đã hiểu rồi. Cho nên là nó cũng là những cái điều hết sức tuyệt vời khi mà được làm việc chung với một người hiểu mình như vậy và làm việc rất là dễ dàng. Với anh Lập thì Trung luôn đánh giá anh Lập là một người cực kỳ sáng tạo và luôn luôn sáng tạo không ngừng và là một người rất chăm chỉ. Có lẽ vì chính những điều đó cho nên là Trung với anh Lập rất là hợp nhau trong cái việc là luôn luôn lao động, luôn luôn làm việc. Mà Trung thì thường ít khi nào nghe anh Lập than mệt mỏi lắm, và đó là lý do tại sao mọi người luôn thấy là những sản phẩm được ra mắt liên tục và bây giờ lại là một sản phẩm rất là lớn. Hy vọng mọi người sẽ cùng yêu thương. Những người làm nên thành công của Pháp Sư Mù, Ai Chết Giơ Tay. Và bộ phim sẽ được ra rạp vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 quý vị nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin mời các anh chị sẽ trở về chỗ của mình để chúng ta cùng xem một cái đoạn clip chúng tôi gọi vui là bóc phốt ạ. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu.